A Nan nên biết, nếu đại Bồ Tát chưa được thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối truyền ở chỗ các Bồ Tát đã được thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối truyền, khởi tâm tổn hại, tranh cãi, hủy nhục, khinh miệt, phỉ báng đại Bồ Tát ấy, thì tùy theo bao nhiêu tâm niệm chẳng nhiêu ích đã khởi lại bị thối thất chừng ấy kiếp, từng tu thắng hạnh, trải qua chừng ấy thời gian xa lìa thiện hữu, trở lại chịu chừng ấy sanh tử buộc ràng. Nhưng nếu chẳng xả bỏ tâm đại Bồ Đà, thì trở lại chừng ấy kiếp, siêng tu thắng hạnh, nhân hậu mới bù vào công đức đã mất khi ấy cụ thọ a nan bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát ấy đã khởi ác tâm chịu tội khổ sanh tử có cần phải lưu truyền trải qua hết chừng ấy thời gian hay là ở khoảng giữa cũng được xuất ly đại bồ tát ấy bị thối thất thắng hạnh có cần phải tinh cần trải qua chừng ấy kiếp nhân hậu mới bù lại hay là ở khoảng giữa có sự phục hoàn như cũ phật bảo a nan ta sẽ vì Bồ Tát độc giác thanh văn mà nói có thiện pháp xuất tội và bù lại. A Nan nên biết nếu đại Bồ Tát chưa được thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển mà ở chỗ các đại Bồ Tát đã được thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển, khởi tâm tổn hại, tranh cãi, hủy nhục, khinh miệt, phỉ báng, lại không tàm quý, ôm hận chẳng xả, chẳng thường phát lồ hối cải đúng pháp thì ta nói hạ người ấy ở khoảng giữa không có cơ hội tốt đẹp để xuất tội và bù lại cần phải chừng ấy kiếp bị lưu chuyển danh tử xa lìa thiện hữu các khổ trói buộc nếu chẳng bỏ tâm đại thừa thì cần phải chừng ấy kiếp siêng tu thắng hạnh nhiên hậu mới bù lại công đức đã mất còn nếu Đại Bồ Tát chưa được thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối truyền, ở chỗ các Bồ Tát đã được thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối truyền, khởi tâm tổn hại, tranh cãi, hủy nhục, khinh miệt, phỉ báng, sau sanh xấu hổ, tâm không kết oán, nhanh chóng theo Pháp, phát lồ, cải hối, nghĩ như thế này, Ta này đã được thân người khó được, nhưng tại sao lại khỏi tội ác như thế, mất lợi ích lớn? Ta đáng lẽ làm lợi ích cho tất cả hữu tình, nhưng tại sao đối với họ lại làm suy tổn? Ta đáng lẽ cung kính tất cả hữu tình như người ở phụng sự chủ, nhưng tại sao đối với họ lại sanh kiêu mạn hủy nhục khinh miệt? Ta đáng lẽ nhẫn thọ tất cả hữu tình đánh đập mắng nhiếc, nhưng tại sao đối với họ lại dùng thân ngữ bạo ác mà đáp lại? Đáng lẽ ta hòa giải tất cả hữu tình, làm cho thương kính nhau, tại sao bỗng dưng ta lại thốt lên lời nói ác, cùng họ tranh cãi? Đáng lẽ ta nhẫn thọ sự trà đạp lâu dài của tất cả hữu tình, giống như con đường, cũng giống như cây cầu, nhưng tại sao đối với họ ta lại năng nhục? Ta cầu quả vị giác ngộ cao tột là vì giải thoát khổ lớn sanh tử của hữu tình, khiến được niết bàn rốt giáo an lạc thì tại sao lại muốn bồi thêm cái khổ cho họ đáng lẽ từ nay cho đến tận cùng đời vị lai ta như si như câm như điếc như đuôi đối với các hữu tình không có sự phân biệt giả sử ta bị chặt đứt đầu chân các bộ phận trên thân thì đối với các hữu tình kia không bao giờ khởi lên niệm ác nhưng bỗng nhiên ta khởi lên niệm ác phá hoại tâm giác ngộ cao tột chướng ngại cho việc cầu trí nhất thiết trí thì a nan nên biết đại bồ tát ấy ta nói khoảng thời gian giữa cũng có cơ hội tốt để xuất tội và bù lại chẳng cần phải trải qua chừng ấy số kiếp lưu chuyển sanh tử ác ma đối với vị ấy chẳng có thể nhiễu loạn